Buổi sáng hôm nay thì em vừa làm vừa clip là test loa, sau đó là chiều hôm nay là anh em lại có mặt tại nhà anh khách ở Bình Mỹ Củ Chi để bàn giao dàn loa G10X bản nâng cấp hot nhất và đình đám nhất hiện nay nha cả nhà. Thì anh em cũng vừa chạy lay tới luôn. Thì bây giờ anh em sẽ bóc dàn loa xuống, sau đó sẽ đưa vào bên trong, tháo dàn loa, lắp đặt, căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai micro tại nhà anh khách luôn. Mời cả nhà mình cùng tham khảo chất âm của dàn loa G10X bản nâng cấp độc quyền và chính hãng tại Long Phát Audio nha cả nhà. Dạ vâng, thì lúc nãy giờ mà thì máy này Long Phát Audio cũng đã test xong chất âm của dàn loa G10X độc quyền và chính hãng tại công ty Long Phát Audio rồi. Thì bây giờ máy này em sẽ trở về lại công ty để tiếp tục bàn giao những đơn hàng khác cho quý khách hàng trên toàn quốc. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn quan tâm yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye.